Mến chào tất cả anh em nhé. Tiếp tục quay trở lại video clip buổi chiều ngày hôm nay, mùng 2 tháng 9 năm 2022 và là ngày Quốc khánh. Trung tâm xin gửi lời kính chào đến toàn thể các bác và anh em có một ngày nghỉ lễ thật vui vẻ và hạnh phúc. Thì trước cổng kính máy quay các bác và anh em đây, bên em tiếp tục lên sóng giới thiệu tiếp thị một cặp loa bãi Mỹ Sharp Vega. Đây là một cặp loa Sharp Vega bass 40 anh em nhé. Loa sử dụng bass 40 từ 17 côn 53, một mic chép kèn và một xì, tổng thiết kế 3 loa trên một thân thùng. Một cặp loa Mỹ xinh, kết cấu thùng gỗ vỏ ngoài bọc da, với kích thước chiều cao của thùng trên 70 cm, chiều ngang 44 và chiều sâu cũng là 44 cm. Cặp loa chơi hay bày đẹp. Đây, cặp loa Sharp Vega, mã của sản phẩm là V153. Dòng với cái mã 153 thì được hỗ trợ 4 cổng jack vào này, 2 jack 6 ly và 2 jack hưng trích. Sản xuất tại Made in USA đây là anh em này. Đây là công tắc anh em thích chơi giải bass nhiều, chơi giải bass đậm đà thì anh em bật xuống, còn anh em thích chơi tép bay vào sáng thì anh em bật lên, rất là tiện. Một cặp loa Mỹ xịn do Mỹ sản xuất anh em nhé. Lỗ thoát hơi ở phía dưới này, lỗ thoát hơi. Loa chất âm dòng loa Sharp Vega bass 40, kèn một xì. Dòng là tiếng bass đánh chắc mềm, tép này nghe rất là lầy. Dòng loa này nghe nhà hát karaoke phải nói là rất là ok, lời rất là bay nhá. Hầu như là chưa có vết xước sẹo anh em nhá. Đấy, loa rất là đẹp. Tình trạng bên em là bao zin nguyên bản nhá. Bao zin bao đẹp. Và giá của cặp loa Sharp Vega 153 V153 sử dụng bass 40 từ 17 côn 53 này bên em đang chào bán với giá là 24 triệu. Anh em nào có nhu cầu một cặp loa Mỹ xịn V153 bass 40 này, xin liên hệ với bên em theo hai số điện thoại 0974637646 hoặc 0918249265. Chất âm nghe rất là ngọt nha anh em nhé. Tiếng bass thả rất mềm. Tép dòng Sharp Vega đặc biệt nó thêm một con xì này, cho cái giải tép nghe rất là hay. Hát karaoke rất là nhẹ nhé. Mong đôi chi âm